em phát hiện ở trong nhà hoang kia có khác thằng nghiện anh ạ. Nghiện thì kiệm mẹ đấy. Không, nhưng mà sao bội em bảo đó, em nhìn giống như là cái thằng mà hôm nọ mà con của cái cô mà thằng đánh bả ấy. Đánh bả chó nhà mình á. Chứ con nghiện thì cũng thằng ấy nó bảo đi làm ăn, cô bảo đi làm ăn thế đấy. Không, thế là nhìn nhầm kia giống lắm. Thế bộ cứ tin em đi. Nhưng mà nó mấy thằng? Hai thằng hay sao anh? Em thấy mỗi hai cái đầu em đứng ở cửa sổ kia. Nó bà bảo là nó đi làm rồi nhỉ? Hay là bà giống gì? Em là thương con bà giống gì? Đi ra xem thử nhá. Đi ra xem nào đi. Anh trong xin chức nàng. Có không anh? Cầm ống kiếm chích mình cái ít rồi. Cháu vừa gặp nó ở ngoài kia kìa, nó đang chích nghiện ngoài kia kìa.